Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nhé. Xin được kính chúc cho quý vị và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Trước khi vào những thông tin, thì mình rất mong được quý vị ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh nha. Cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Cái video này mình muốn gửi đến quý vị và các bạn. Các bạn, đây tức là hình ảnh của con Lê Thị Miện mọi người nhé. Riêng cái con Lê Thị Miện này, nó hiện tại nó đang trú tại nước ngoài. Và suốt ngày nó lên video để nó bôi nhọ, phỉ báng và nói xấu thầy Minh Tuệ, đem lại rất là nhiều những cái phẫn nộ cho người dân, cho tất cả những ai yêu mến thầy Minh Tuệ. Thưa quý vị, nó ra sức, nó bảo vệ một người thầy của nó nha mọi người. Người thầy của nó chắc chắn là mọi người sẽ hiểu là ai đúng không ạ? Và khi thầy nó bị cấm thuyết giảng thì nó lên đây, nó phỉ báng, nó nhạo báng, rồi nó bôi nhọ thầy Minh Tuệ, nó cắt ghép đủ kiểu. Rất là mong được sự quan tâm của quý vị, chúng ta hãy lên án cho con Lê Thị Miện này. Và chúng ta sẽ đợi đến khi nào mà khi con này nó về tới Việt Nam thì tất cả các anh em, tất cả mọi người sẽ nếu ai biết thông tin là tất cả mọi người truy lùng ngay. Cho nên thật sự là mình xem được những video, những clip của nó mà mình thật sự là mình bức xúc, thưa mọi người. Mình bức xúc vô cùng luôn với cái con Lê Thị Miện này. Mình không hiểu là nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nó đi bênh, nó đi nói tóm lại là nó phỉ báng thầy Minh Tuệ rất nhiều cho đến cái thời điểm này. Thì không biết thầy của nó yêu mến như thế nào, nhưng đối với ông Minh Tuệ thì thầy Minh Tuệ thầy không động đến, mà tại sao suốt ngày nó lên đây để nó nhè bỉu, nó phỉ báng, nó bôi nhọ, nó cắt ghép video để khiến cho rất là nhiều người hiểu lầm về thầy Minh Tuệ nha mọi người. Hôm nay mình cũng muốn đăng tải để mà gửi gắm đến mọi người. Và sau đây thì mình sẽ gửi đến mọi người những cái lời lẽ, những cái câu từ của nó xúc phạm đến thầy Minh Tuệ và nghe rất là bức xúc. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các cô dì, chú bác, toàn thể mọi người trong và ngoài nước, chúng ta hãy cùng lắng nghe những cái lời nó phỉ báng thầy Minh Tuệ nha. Mời mọi người. Thích Minh Tuệ hãy cho biết anh đi tu như vậy là anh đi theo cái trường phái nào, Nam Tông hay Bắc Tông? Anh có chắc là anh đi tu theo cái lời của Phật Thích Ca Mâu Ni vậy? Như vậy có phải là tẩu quả nhập ma hay không? Phát nguyện là tu theo lời của Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi trong quá trình tu ấy là mình thấy cái gì hạnh phúc mà mình làm, không quan trọng cái lời đó của ông Phật Thích Ca hay ông Phật A Di Đà, cứ mình thấy khoái là mình làm, rồi cuối cùng ấy là mình tu thành ông Phật A Di Đà. Ủa vậy phát nguyện theo Thích Ca mà tu ấy thì thấy hạnh phúc mình làm, chứ không biết cái lời đó của ông Thích Ca hay ông A Di Đà, rồi cuối cùng ấy là mình tu thành A Di Đà. Ủa vậy là sao? Thế mới tệ hãy cho biết khi mà anh rũ bỏ cuộc sống trần tục, anh ruồng bỏ gia đình để anh bước chân vào chùa anh tu, thì cái lúc này anh cảm thấy thế nào? Anh có cái quyết tâm gì hay không? À, vậy là anh đi tu thử đúng không? Anh bỏ gia đình, anh ruồng bỏ cha mẹ, gia đình, người thân, anh bỏ công việc, cuộc sống trần tục, anh vô đánh tu thử. À, biết không ạ? Thế mới tệ hãy cho biết trong thời của Đức Phật thì Đức Phật có cho phép nữ giới được xuất gia hay không? Và Đức Phật có tán thán, có khuyến khích người nữ giới xuất gia hay không? Bữa trước truyền thông anh nói là nữ giới không cần xuất gia, nữ giới cứ ở tại nhà tu đi, rồi phát nguyện kiếp sau mình thành nam nhi để mình xuất gia, còn kiếp này mình làm nữ giới, mình ở nhà mình tu được gì thì tu. Sao vậy? Cãi lời Đức Phật rồi. Cái anh Thích Minh Tuệ này nè, anh đi tu mà anh không hiểu được chữ tu là gì. Cái chữ tu trong đạo Phật nó đơn giản lắm. Còn những con người mà cứ nghĩ mình đi tu để mình đạt được một cái thành tựu gì đó là những con người rất là tham vọng. Đừng có nói là anh ấy đã buông bỏ, anh buông bỏ cái cuộc đời trần tục, ôm cái tham vọng thành Phật. Còn những người thầy chùa, thầy tu của nước Việt Nam mình ấy, họ đáng trân quý lắm, họ hy sinh cuộc đời của họ, họ bước chân vô chùa để họ tu sửa cái bản thân họ trước, và họ tụng kinh niệm Phật, rồi họ gìn giữ cho cái ngôi chùa, họ xây dựng cho cái ngôi chùa nó được đẹp, nó được khang trang, rồi họ tụng kinh, rồi đúng giờ là họ gõ chuông, cái tiếng chuông nó ngân lên ấy, làm cho mọi người nghe được, mọi người thức tỉnh, mọi người cũng có cái tâm mình từ bi hướng thiện. Họ có cái nhiệm vụ của họ là như vậy, rồi họ kêu gọi mọi người, những người Phật tử mà đến ấy là họ kêu gọi cùng nhau tu, rồi giờ kêu gọi anh em họ hàng mình, bà con xóm láng mình cùng nhau tu, tu đó chi, để sửa cái bản tính mình trở nên tốt đẹp, từ bi hướng hướng thiện, biết giúp đỡ mọi người để cho cộng đồng nó tươi đẹp, gọi là tốt đời đẹp đạo. Chứ còn những con người mà nói tôi đi tu đấy, tôi được cái hạnh nó tốt đẹp lắm, tôi đi tu đạt, tôi thành cái đó là tham vọng, buông cái cuộc sống trần tục nhưng mà ôm cái tham vọng thành Phật. Một con người chân tu
là người ta sửa cái bản thân người ta thành một người rất là tốt, tinh khiết và mặt đạo đức, rồi bắt đầu người ta kêu gọi mọi người cùng nhau tu, cùng nhau sửa đổi cái bản thân để tốt với mình và tốt với người, tốt với cộng đồng, tốt đời đẹp đạo. Những người như vậy mới là chân tu, mới giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội, để cùng nhau gìn giữ cái nền Phật pháp, xây dựng chùa chiền lên để cho mọi người nhìn thấy cái chùa mà khởi cái tâm tu tập. Chứ còn gì mà vô rừng vô núi ngủ ngủ đơn chi, ăn một ngày một bữa đơn chi để thành Phật, thì vậy làm gì? Ích lợi gì cho cộng đồng, ích lợi gì cho ai? Nên nhớ, một cái ông Phật, một cái bà Phật Quan Âm bất cỡ, người ta là Phật, là thần, là thánh gì mà cỡ người ta sẽ không có phù hộ cho mình. Tự nhiên cái người ta phù hộ mình đẹp, giàu có không có đâu, cái đó là mình tự làm, mình tự có. Thần Phật người ta không có phù hộ cho mình được giàu có, được khỏe mạnh, mà tự mình tu, mình sửa, tự mình lao động mình có. Nếu mà thần Phật mà phù hộ được cho con người thì không còn chiến tranh, không còn dịch bệnh, không còn đau thương. Thần Phật là đỡ nhắc nhở, dạy bảo, hướng con người tự tu sửa cái bản thân mình để đạt đến cái chân thiện mỹ, cái tốt đẹp. Cho nên là ông Tuệ hay là bất cứ một người nào tu cái hạnh khổ hạnh này, người ta tu thay cờ người ta thành là người ta thành cho cái bản thân người ta. Giả sử ông Tuệ ông thành Phật, ông cũng không có cái nhiệm vụ hoặc là không có cái quyền mà ban cho mình được bất cỡ cái gì cả. Nếu mà ban được thì đất nước Ấn Độ là đất nước của Phật đấy, Nepal đấy, là người ta đã như thế nào đó rồi, chứ người ta không khổ như vậy. Thần Phật là có nhiệm vụ dạy bảo con người, dẫn dắt con người tu tập để đi đến cái con đường tốt đẹp của chân thiện mỹ, để tất cả mọi người được khơi dậy được cái lòng từ bi, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Nếu mà thần Phật phù hộ là không còn chiến tranh, không còn dịch bệnh, không còn kẻ giàu người nghèo nha. Cho nên mình phải hiểu được điều đó. Mỗi người hãy tu cho chính bản thân mình, mà tu ấy là tu sửa cái bản thân mình. Mình đè cái ác của mình xuống, mình đè cái ma tính, cái xấu của mình xuống, mình nâng cái thiện mình lên mỗi ngày mỗi giờ, rồi mình đi giúp đỡ mọi người xung quanh. Đó là mình tu, đó là cái cách mà để mình đạt phước đức, chứ không phải đi lạy ông Tuệ, đi hô hào cho ông Tuệ ông tu giùm tôi đi, ông tu giùm tôi, ông tu ráng tu nha, tôi ủng hộ ông nha, ông tu ông thành công đi, rồi quay lại ông phù hộ cho tôi, là không có. Sư Thích Minh Tuệ đúng là một bậc chân tu, đúng là cả nước Việt Nam không ai giữ giới được như Sư Thích Minh Tuệ. Người ta giữ cái năm giới mà Sư Thích Minh Tuệ giữ tới hàng trăm giới, giới nào Sư Thích Minh Tuệ giữ cũng rất là tốt. Riêng chỉ có giới nói dối là Sư Thích Minh Tuệ không giữ được. Đi tu ở trong chùa 5 tháng mà ra ngoài gặp người ta nổ, nói tu tu ở trong chùa 2 năm. Bây giờ lỡ phạm mà giới nói dối là làm sao đắc đạo được bà con, làm sao trở thành chân. Sau đây là 4 bằng chứng cho thấy Thích Minh Tuệ cố tình xuyên tạc, kích động phá chùa, phá đạo Phật. Thích Minh Tuệ hãy cho biết, nếu muốn đi tu có cần một người thầy hay không? Đề nghị Thích Minh Tuệ hãy trả lời thành thật bằng lương tâm đạo đức của một con người. Muốn xuất gia có cần một người thầy hay không? Vậy tại sao mình lại nói là xuất gia không cần một người thầy? Có phải là mình muốn tất cả mọi người ai muốn xuất gia thì tự động xuất gia, không cần bước chân vào chùa để mà tu nữa, để cho nhà chùa không còn thầy chùa thầy tu? Thế Minh Tuệ hãy cho biết, cái việc mà Phật tử cúng dường cho nhà chùa nhận tiền của Phật tử là đúng hay sai? Đề nghị Thế Minh Tuệ hãy trả lời thành thật bằng lương tâm đạo đức của một con người. Truyền thông mình lại nói như vậy, có phải là mình muốn tất cả Phật tử quay lưng với chùa, không cúng dường, không cúng tiền cho chùa, để chùa tự không có tiền mà tự đóng cửa dịch nghỉ hay không? Thế Minh Tuệ hãy cho biết, một người trụ trì chùa thì có thể đạt đến giải thoát hay không? Lý do vì sao? Hãy đề nghị Thế Minh Tuệ hãy cho biết, vì sao những người đó được làm trụ trì chùa mà Thế Minh Tuệ thì phải đi lang thang? Ngày xưa vẫn có tăng đoàn và ni đoàn, nếu mà Đức Phật không trụ trì thì tăng đoàn và ni đoàn liệu có đi vào nề nếp hay không, hay là ai muốn làm gì thì làm? Thế Minh Tuệ hãy cho biết, trong quá trình tu tập anh có tụng kinh tụng chú hay không? Vậy tại sao anh từng trả lời là anh không tụng kinh tụng chú, chú đại bi là độc ác, không nên tụng làm gì? Có phải là anh đang cố tình dẫn dắt Phật tử để mà xuyên tạc, để mà thay đổi cái giáo pháp của nhà Phật hay không? Trước 4 cái hành vi, một là kêu gọi người dân muốn đi tu thì tự cạo đều không cần đến chùa, hai là kêu gọi Phật tử, kích động Phật tử cúng dường cho nhà chùa thì thầy chùa là phạm giới. Điều đó có nghĩa là Thế Minh Tuệ đang cố tình gieo rắc cái tư tưởng đi tu là không cần đến chùa, thì điều đó có nghĩa là chùa lâu dần sẽ không còn thầy tu. Cái hành động mà thầy chùa nhận tiền cúng dường là phạm giới, điều đó có nghĩa là nếu mà Phật tử cúng dường cho nhà chùa bằng tiền thì không tạo được phước lộc gì hết. Thì có phải là Thích Minh Tuệ kêu gọi người dân đừng làm cái việc đó nữa, tại vì nó là phạm giới, nó không có phước lộc. Rồi người dân không còn cúng dường cho nhà chùa nữa thì nhà chùa lấy cái gì mà để duy trì cái nền Phật pháp? Tại sao mình lại đi nói xấu trụ trì chùa vậy? Mình không biết là mình im hay sao mình nói xấu trụ trì chùa vậy? Đâu phải ai cũng xấu. Ví dụ một vài cá nhân, 5-7 cá nhân người ta thối hóa phẩm chất, thì vẫn còn rất là nhiều người họ rất là tốt. Mình làm mất cái hình ảnh của người trụ trì trong lòng của Phật tử. Còn cái việc tụng kinh niệm Phật, đi tu là gì? Đi tu là buông bỏ, tụng kinh niệm Phật cầu cho quốc thái nhân an, mà mình nói tụng chú này chú nọ là độc ác, phải mình siêu tạc kinh sách á. Như vậy là làm sao mà thở chấp nhận được?
tu lại đời nghĩa Thích Minh Tuệ, tu lại cho nó đàng hoàng tử tớ để mà giác ngộ giải thoát theo đúng cái chánh pháp bình thường nha. Nghe nó ông Tuệ được lên báo thế giới, tôi cũng tò mò, tôi vô tôi coi thử. Biết báo gì không? Báo Mỹ. Biết cái bà đấy là ai không? Việt Tăng, con cháu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Biết bà nói gì không? Bà tố cáo nhà nước Việt Nam là bắt bớ đàn áp khủng bố tiêu diệt Thích Minh Tuệ. Việt Tăng Việt Nam Cộng Hòa vu khống kiện nhà nước Việt Nam. Việt Tăng Việt Nam Cộng Hòa, những người này là đạo công giáo không mà cầu nguyện giống Thích Minh Tuệ này. Đạo công giáo từ bao giờ mà quan tâm đến đạo Phật, gừa gớm luôn. Thôi mấy anh chị lột bỏ cái mặt nạ của mình ra đi, đừng có đạo đức giả nữa. Giỏi kiện không? Cha ông của các vị mới là những con quỷ đàn áp tôn giáo, đàn áp đạo Phật. Muốn kiện không? Chị chắc kiện. Hãy kiện ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ từ năm 1958 đến năm 1975 đã gây ra biết bao tội ác đối với đạo Phật Việt Nam. Cái tội ác này của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu không những làm cho đạo Phật kinh hãi mà còn làm cho cả thế giới rúng động. Hãy nhìn tội ác của cha ông mấy vị đi. Từ năm 1958 đến năm 1975, ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm gì với đạo Phật Việt Nam? Những con người thầy tu thầy chùa phải xuống đường, kẻ thì nguyên sinh, người thì quái lạy quỳ lạy. Cha ông của các vị, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa đã áp bức, đã bóc lột, đã tiêu diệt biết bao nhiêu Phật tử, đã phá hủy biết bao nhiêu ngôi chùa. Đi kiện đi. Rồi bây giờ đạo đức giả lên đây bảo vệ cho ông Tuệ, lên đây đi kiện giùm cho ông Tuệ. Mình có phải là con người không? Mình sống giữa thời bình mà sao mình thích gây chiến quá vậy? Mình đạo công giáo mà sao mình nhiều chuyện quá vậy? Nếu mà nói về đàn áp tôn giáo á, không ai mà tàn ác như cha ông của gì đâu. Nhân Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu, bà vợ ông Ngô Đình Nhu, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ đã gây ra biết bao tội ác đối với đạo Phật Việt Nam. Thậm chí cả thế giới phải kinh hãi mà lên tiếng. Thì bây giờ các vị lên đây, các vị đạo đức giả, các vị cầu nguyện, các vị đi kiệm giùm cho ông Tuệ đã làm gì? Bỏ cái mặt nạ đạo đức giả ra đi. Ngày quốc hận, ngày mất nước của các vị không phải là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái ngày mất nước của dân Việt Nam Cộng Hòa, của đất nước Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ ấy là năm 1963. Từ đó là các vị đã mất nước rồi. Các vị nên học lịch sử. Trước khi mà các vị oán trách Cộng sản, trước khi mà các vị thù Cộng sản, các vị hãy nghiên cứu hay học lịch sử cho kỹ. Thiệt mà mày dở gì có ai làm được như ông Tuệ. Ai chịu nắng chịu mưa ngủ rừng rú, ăn một ngày một bữa như ông Tuệ. Không biết cái bạn này mù thông tin hay là bạn ngon cố. Ông Tuệ ông đi có hội, có nhóm, có bè, có bạn. Có nghe là ông nói ông nào đó rủ ông đi lên chỗ nào chỗ kia đi chung với nhau. Mà ông nói thôi ông đi hướng này hướng nọ. Ông có hội, có nhóm, có bạn đồng tu trong cái lĩnh vực này. Khi mà ông đi bộ hành từ tỉnh nọ và tỉnh kia thì cũng có người rủ đi cùng nhau, tổ chức lập ban lập nhóm đi cùng nhau từ tỉnh nọ qua tỉnh kia. Khi mà ông ở tại núi Nhạn ấy, là tại cái núi Nhạn của ông cũng có rất là nhiều người bạn đồng tu với ông, đó là có rất nhiều người họ tu cái hạnh này giống như ông Tuệ. Và ông Tuệ ông không có đơn độc, ông đi bộ hành ông cũng có bạn đồng tu, ông ở tại núi ông cũng có bạn đồng tu. Người ta giữ giới rất là tốt, người ta không quay phim, không chụp hình, không đi nói chuyện thế sự. Những người đó mới đích thực là bậc chân tu. Còn ông Tuệ là cái gì? Đi tu mà ham nổi tiếng, đi tu mà nhiều chuyện thị phi, đi tu mà ham chụp hình, đi tu mà phá pháp, nói nhăng nói cùi, đi tu mà chú đại bi cũng không biết, tu cái hạnh nào niệm A Di Đà hay là niệm Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không biết, tào lao nghe. Cũng nhờ sư Minh Tuệ mà Phật tử sáng mắt ra, chứ không u mơ trong chùa không biết bao giờ mới hết. Rồi sáng dữ chưa? Hết u mơ chưa? Hay là bây giờ chuyển qua u mơ theo ông Tuệ? Cũng tại cái lũ tham phước tụi bay, tất cả đều do cái lũ tham phước tụi bay. Tụi bay đến chùa, tụi bay cúng chùa, tụi bay cũng có lòng tham phước. Bây giờ tụi bay đi theo ông Tuệ đoàn đoàn lớp lớp, tụi bay cung kính, tụi bay dâng cái nọ dâng cái kia vô hạng ổng, cũng là cái lũ tham phước tụi bay ra, cũng từ cái tâm tham phước của tụi bay mà ra cả. Đừng có đủ thừa chùa, đừng có đủ thừa ông thầy chùa, đủ thừa cái lương tâm tụi bay. Tham phước, tại vì tụi bay tham phước mới có cơ hội cho ông thầy chùa ông kêu gọi. Rồi bây giờ tụi bay la làng, tụi bay ăn quà, tụi bay trách móc ai? Nếu tụi bay không tham phước, tụi bay không cúng thì đâu có ông thầy chùa tham lam. Rồi bây giờ tụi bay sáng mắt vậy hả? Đây gọi là sáng mắt hả? Hay là bây giờ từ bỏ chùa rồi nhào qua báu víu với ông Tuệ, rồi tiếp tục tham phước cúng dân 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 lạy lạy, tất cả cũng như cái lòng tham của tụi bay. Tụi bay phá đạo, phá pháp, phá chùa. Tụi bay tham, tụi bay vô chùa, tụi bay cúng đã rồi tụi bay sáng mắt ra, rồi tụi bay quay lại tụi bay chửi chùa, rồi tụi bay tham tợ, tụi bay nhào vô tụi bay cúng tợ tiếp.
chung quy lại cũng do cái lòng tham của con người tụi bay ra, cái lòng tham của Phật tử tụi bay ra, rồi trở thành cơ hội cho bọn ngoại đạo nó tấn công, nó bôi nhọ, nó phá hoại cái đạo Phật. Cho nên là sau cái drama đây, tụi bay, cái lũ tham phước, cái lũ cung kính lắm tuệ này, cái lũ chửi chua này,